Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh học sinh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3, chúng ta sẽ ôn tập và tự học môn toán. Bài ôn tập ngày hôm nay giúp cho các con chúng ta củng cố về phép tính nhân chia các số có 3 chữ số, 2 chữ số với số có 1 chữ số. Củng cố về tính giá trị của biểu thức và giải toán có lời văn. Các con chúng ta hãy ghi chép 4 câu bài tập vào trong sổ trắng, sau đó các con hãy suy nghĩ và chúng ta làm bài. Thời gian làm bài của các con khoảng từ 40 đến 60 phút. Sau khi làm bài xong thì các con chúng ta hãy kiểm tra kết quả làm bài của mình bằng cách theo dõi phần hướng dẫn và đáp án của cô giáo. Sau đây, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện từng bài tập và so sánh đáp án của mình nhé. Bài 1, đặt tính đổi tính. Bài này, các con chúng ta thực hiện hai bước. Bước thứ nhất là đặt tính theo cột dọc. Và bước thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện tính kết quả. Ở phần A, chúng ta có 3 phép tính nhân. Phần B là 3 phép tính chia. Mời các con chúng ta cùng cô thực hiện ý A nhé. 367 nhân 2, các con đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện nhân. Khi thực hiện nhân thì chúng ta thực hiện nhân từ phải sang trái, từ dưới lên trên. 2 nhân 7 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 2 nhân 6 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Chúng ta đã được 367 nhân 2 bằng 734. Mời các con thực hiện phép tính 93 nhân 6. Chúng ta đặt cột dọc nhân theo thứ tự từ phải sang trái, từ dưới lên trên. 6 nhân 3 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 6 nhân 9 bằng 54, thêm 1 bằng 55, viết 55. Ta được kết quả 558. 726 nhân 3, đặt tính theo cột dọc. Thực hiện nhân 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 3 x 7 bằng 21, viết 21. Chúng ta có kết quả là 2178. Tiếp theo, mời các con chúng ta thực hiện ý B. Phép tính chia 367 chia 4, chúng ta đặt tính theo cột dọc. Thực hiện chia, chia theo thứ tự từ trái sang phải. Bắt đầu chúng ta sẽ lấy 3 chia cho 4. 3 là số bị chia nhỏ hơn số chia, cho nên chúng ta không thực hiện chia lần thứ nhất. Chúng ta sẽ lấy 36 để chia cho 4. 36 chia cho 4 bằng 9. Các con nhầm bảng chia 4 để chúng ta tìm thương. 36 chia 4 bằng 9, viết 9. 9 x 4 bằng 36, chúng ta trừ nhầm. 36 trừ 36 bằng 0. Ta viết số 0 thẳng con số 6. Hạ 7 xuống. 7 chia cho 4. Nhầm bằng chia 4, 7 chia 4 bằng 1, viết 1, 1 x 4 bằng 4, 7 chia 4, còn 3. Đây là phép chia có dư, kết quả chúng ta được 91 và dư 3. Tiếp theo, 491 chia 5, các con đặt tính theo cột dọc. Chúng ta lấy 4 chia cho 5, không được, chúng ta sẽ lấy hai số là 49 chia cho 5. Nhầm bằng chia 5. 49 chia cho 5, trong bảng chia 5 không có 49, có 45. 45 chia 5 bằng 9. Vậy chúng ta được 9. 9 nhân 5 bằng 45. 49 trừ 45 còn 4. Chúng ta viết số 4 thẳng số 9. Hạ 1 xuống, được 41. 41 chia cho 5. Chúng ta nhầm. 41 chia cho 5 thì 40 chia 5 được 8, cho nên 41 chia 5 có 8. 8 nhân 5 bằng 40. 41 trừ 40 còn 1. Như vậy, phép chia tiếp theo chúng ta được 98 và dư 1. Phép chia cuối cùng 417 chia cho 6. Đặt tính theo cột dọc. Thực hiện chia. 4 chia 6 không được, lấy 41 chia 6. Nhầm bảng chia 6. Trong bảng chia 6 không có 41, có 36. 36 chia cho 6 bằng 6. 6 x 6 bằng 36. 41 trừ đi 36 được 5. Viết 5 thẳng số 1. Hạ 7 được 57. 57 chia cho 6 được 9. Viết 9. 9 x 6 bằng 54. 57 chia 54 được 3.
Như vậy phép chia 417 chia 6 sẽ được 69 và dư 3. Trong các phép chia của bài ngày hôm nay, đây là các phép chia có dư. Và các con quan sát các số dư trong mỗi một phép chia thì đều nhỏ hơn số chia. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện bài tập số 1. Các con chúng ta so sánh đáp án của mình. Chúc mừng các bạn chúng ta đã hoàn thành và làm đúng bài tập số 1 nhé. Bạn nào chúng ta làm chưa đúng thì các con xem và sửa lại. Cô mời các con chúng ta cùng cô tiếp tục so sánh và kiểm tra bài tập số 2. Bài 2, tính giá trị của biểu thức. A. Mở ngoặc 847 trừ 451 đóng ngoặc chia 3 bằng. B. 860 chia cho 4 và nhân với 6 bằng. Với bài toán tính giá trị của biểu thức thì các con chúng ta cần phải nhớ các quy tắc tính giá trị của biểu thức. Và khi các con đã thuộc quy tắc tính giá trị biểu thức thì các con chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị của biểu thức một cách dễ dàng. Cô mời các con chúng ta cùng ôn lại một chút về các quy tắc tính giá trị của biểu thức nhé. Một là biểu thức có phép tính cộng trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Nếu biểu thức có các phép tính nhân chia thì ta thực hiện các phép tính cũng theo thứ tự từ trái sang phải. Biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện phép tính nhân chia trước và phép tính cộng trừ sau. Như vậy thì với biểu thức mà có phép tính cộng trừ nhân chia, chúng ta sẽ thực hiện ưu tiên làm phép tính nhân chia trước, phép tính cộng trừ chúng ta thực hiện sau. Và cuối cùng là biểu thức có chứa dấu ngoặc thì chúng ta thực hiện trong ngoặc trước và thực hiện ngoài ngoặc sau. Đó là bốn quy tắc của bốn dạng tính giá trị biểu thức. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái quy tắc này để chúng ta tính giá trị của biểu thức bài tập số 2 ngày hôm nay nhé. A. Mở ngoặc 847 trừ 451 đóng ngoặc chia 3 bằng. Đây là biểu thức có chứa dấu ngoặc. Chúng ta thực hiện tính các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Vậy các con chúng ta sẽ thực hiện phép tính 847 trừ 451. Các con tính nháp được kết quả, chúng ta sẽ ghi phía bên phải dấu bằng. Ta được 396. Sau đó chúng ta thực hiện tiếp tục chia 3. Các con tiếp tục thực hiện ra nháp để tìm kết quả cuối cùng. 396 chia 3 bằng 132. Tiếp theo ý B. 860 chia 4 nhân với 6 bằng. Đây là biểu thức có phép tính chia và nhân. Vậy biểu thức có phép tính nhân chia, chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Các con chúng ta thực hiện phép tính 860 chia 4 trước. Chúng ta thực hiện nháp. Kết quả chúng ta được 215. Sau đó thực hiện nhân với 6. Các con tiếp tục thực hiện nháp nhé. 215 nhân với 6 bằng 1290. Như vậy ta đã thực hiện xong bài tập số 2. Các con chúng ta kiểm tra kết quả của mình. Chúc mừng các bạn đã thực hiện đúng bài tập số 2. Những bạn nào chúng ta làm chưa đúng, các con chúng ta xem lại bài và sửa chữa bài cho đúng nhé. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 64m, chiều rộng thửa ruộng bằng 8m. Tính chiều dài thửa ruộng đó. Đây là một bài toán về hình học. Các con đọc kỹ bài toán, xem bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán yêu cầu chúng ta làm gì. Bài toán cho biết một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 64m. Chúng ta đã biết chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật. Bài toán cho biết thêm là chiều rộng thửa ruộng bằng 8m. Bài toán yêu cầu chúng ta là tính chiều dài thửa ruộng đó. Như vậy, bài toán này chúng ta sẽ phải thực hiện đó là tính chiều dài thửa ruộng. Dạng toán hình học chúng ta đã học ở học kỳ 1 về hình chữ nhật thì chúng ta đã học về chu vi diện tích của hình chữ nhật. Như vậy thì để chúng ta tính được chiều dài của cái thửa ruộng hình chữ nhật này thì chúng ta sẽ phải
củng cố lại cái kiến thức có liên quan đến cái dạng toán hình học về hình chữ nhật. Các con chúng ta cùng cô củng cố lại một số cái kiến thức có liên quan như sau. Thứ nhất là chu vi hình chữ nhật thì bằng chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Thứ hai là nửa chu vi của hình chữ nhật thì sẽ bằng là chu vi chia cho 2, hoặc là nửa chu vi hình chữ nhật thì bằng chiều dài cộng với chiều rộng. Muốn tính chiều dài hình chữ nhật thì ta lấy nửa chu vi ta trừ đi chiều rộng. Muốn tính chiều rộng hình chữ nhật thì ta lấy nửa chu vi ta trừ đi chiều dài. Vậy thì bài toán yêu cầu chúng ta là tính chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật, thì chúng ta sẽ vận dụng đó là chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật sẽ bằng nửa chu vi trừ đi chiều rộng. Bài toán của chúng ta đã biết chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật, biết chiều rộng nhưng chưa biết nửa chu vi. Vậy trước tiên chúng ta phải đi tìm nửa chu vi của cái thửa ruộng hình chữ nhật này. Sau khi tìm nửa chu vi rồi, chúng ta sẽ thực hiện là lấy nửa chu vi chúng ta trừ đi chiều rộng thì sẽ ra được chiều dài. Vậy bài toán chúng ta sẽ có hai phép tính, hai lời giải. Các con chúng ta sẽ thực hiện tính và trình bày bài giải. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt lời giải. Thứ nhất, đó là tìm nửa chu vi hay còn gọi là chiều dài cộng với chiều rộng của cái thửa ruộng đó. Nửa chu vi thửa ruộng là, hoặc chiều dài và chiều rộng thửa ruộng là. Chúng ta sẽ lấy 64 chia cho 2 bằng 32 mét. Tiếp theo, phép tính thứ hai, chúng ta tìm chiều dài thửa ruộng. Vậy ta trả lời chiều dài thửa ruộng là, ta sẽ lấy nửa chu vi trừ đi chiều rộng là 32 trừ đi 8. 32 trừ đi 8 bằng 24 mét. Đáp số 24 mét. Như vậy là ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Các con chúng ta cần lưu ý các cái quy tắc có liên quan đến hình chữ nhật mà các con đã học. Đó là chu vi của hình chữ nhật này, rồi nửa chu vi hình chữ nhật thì làm sao, chiều dài hình chữ nhật thì làm sao, và chiều rộng hình chữ nhật thì làm sao. Các con hãy so sánh đáp án của mình nhé. Chúc mừng các con, những bạn đã làm bài đúng. Còn bạn nào mà chúng ta làm bài chưa đúng thì các con hãy xem lại và chúng ta sửa lại, ghi nhớ cái kiến thức để các con thực hiện tốt hơn trong những cái bài tiếp theo nhé. Tiếp theo là bài tập số 4. Bài 4, viết số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, số bé nhất có 3 chữ số khác nhau, tính tổng hai số đó. Bài này thì người ta có 3 yêu cầu. Các con chúng ta đọc kỹ các yêu cầu để chúng ta thực hiện theo yêu cầu của bài toán. Yêu cầu thứ nhất là viết số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Yêu cầu thứ hai là viết số bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Và yêu cầu thứ ba là tính tổng hai số đó. Vậy thì bài này đòi hỏi các con chúng ta phải xác định xem số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là số nào, rồi số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là số nào. Sau đó chúng ta cộng hai số đó lại là chúng ta đã hoàn thành bài toán. Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là số 987. Sẽ có hàng trăm là 900, hàng chục là 80, và đơn vị là 7 đơn vị. Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau sẽ là số 102. Hàng trăm sẽ là 100, hàng chục là 0 chục, và hàng đơn vị là 2 đơn vị. Tính tổng hai số đó có nghĩa là chúng ta cộng hai số lại ra kết quả. Vậy thì chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 2.987. Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là 102. Tổng hai số đó là 987 cộng 102 bằng 1089. Đáp số 1089. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Các bạn chúng ta kiểm tra xem là kết quả của mình đã làm hoàn thành đúng chưa. Chúc mừng những bạn chúng ta đã hoàn thành đúng bài tập số 4. Bạn nào chúng ta mà làm chưa đúng thì các con xem và sửa lại cho đúng nhé.
Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập củng cố lại các kiến thức thông qua việc làm 4 bài tập. Mong rằng các con chúng ta tiếp thu kiến thức và ghi nhớ được các kiến thức chúng ta đã học. Chúc các con chúng ta sức khỏe và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.